mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thần Channel của Bức Tranh Trên Kênh Thuyết Mềm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cho bức tranh hình ảnh trước có bút nước có trang trí hình bông hoa nha các bạn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bức tranh này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô cái màu đỏ nhé. Mình sẽ tô màu xanh cho phần chiếc ly này nữa các bạn. Tiên tới về sớm không? Hả? Tôi hỏi tiên về sớm không? Làm gì? Chị phải đi chợ đâu không đây?